Chào tất cả các bạn, các bạn ủng hộ 404 hay là ủng hộ 707 trong cuộc đua vật tay này? Ai ủng hộ bên phe nào thì hãy nhớ comment bên dưới video cho mình biết nhá. Xong nữa tao mệt quá rồi. Thôi tao dọn ghế về trước à. Thằng nào thắng inbox cho tao. Theo các bạn, ai là người cuối cùng giành chiến thắng đây? Ai là người cuối cùng giành chiến thắng đây các bạn? 404 hay là 707 sẽ giành chiến thắng? Hãy bình luận bên dưới video để cho tôi nếu mà cùng xem với nhá. Thì không biết sau đấy chúng ta sẽ cùng đi xem lại một phân cảnh cực kỳ là hay, đó chính là 404 sói và 707 sói đó các bạn. 404 sói và 707 sói khi mà đã hóa thành sói thì sức mạnh tăng lên gấp bội, và hai chiến thần này đã lao vào chiến đấu với nhau. Và cái kết sẽ dành cho 404 hay dành cho 707 đây, chúng ta hãy cùng xem nhá. Wow, liên tiếp là những cú đấm của 404. Rồi, tới lượt 707 đáp trả lại 404 này. Wow, 404 đã lé được những cú đá của 707. Rồi, 404 đã bật 707 ngã xuống đường rồi. Và liên tục là những cú đấm của 404 dành cho 707. Wow. Rồi, tới lượt 707 ra đòn ăn miếng trả miếng khi mà đã đè được 404 xuống đất và đã tấn công 404 của chúng ta. Rồi sau đây mới gọi là hấp dẫn này các bạn này, đó chính là một tia sét của 707 đã biến hóa ra giống như là một thanh gươm cực kỳ là sắc nhọn, và 404 chúng ta đã ra một tấm lá chắn. Liệu tấm lá chắn này có đỡ được thanh tia sét của 707 không? Wow, không được rồi. Có vẻ tấm lá chắn này của 404 đã yếu sức hơn so với tia sét sức mạnh của 707. Chẳng chả lẽ là 404 của chúng ta sẽ bị gục ngã sao? Không, 404 không bao giờ gục ngã đâu các bạn. Trong cái lúc này thì 404 đã biến khỏi tầm nhìn của 707 và tung ra một cú búng móc tay. Bố tay vào giữa trắng của 707 đó các bạn, đó chính là tuyệt chiêu của 404 luôn sử dụng ở trong những cái pha. Đấy mới gọi là khủng khiếp nào. Rồi video của mình đến đây hết rồi, vẫn chưa phân được thắng bại đâu các bạn. Đấy bạn, các bạn sẽ ủng hộ về phe nào? Bạn ủng hộ về phe 404 hay là ủng hộ về phe 707 thì hãy comment bên dưới video nhá. Bye bye, hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.